Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả. Mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Tổng Bí thư ví von, con chị nó đi, con gì nó lớn, chọn cán bộ không vội vàng. Quý vị thân mến, có ý kiến cho rằng kỷ luật cán bộ như vậy thì lấy ai để làm việc? Dân gian có câu, con chị nó đi, con gì nó lớn, cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi như trên tại cuộc tiếp xúc cử tri tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hà Nội để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3. Quốc hội khóa 15 được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở quận Ba Đình và kết nối trực tuyến đến 55 điểm cầu sáng ngày 23 tháng 6. Ghi nhận các ý kiến xác đáng rất có tinh thần của cử tri, Tổng Bí thư xin tiếp thu đầy đủ để báo cáo với Quốc hội. Ông cũng dành thời gian trao đổi với vấn đề cử tri quan tâm trong công tác phòng chống tham nhũng, xử lý tiêu cực. Ông nói, vừa rồi đã bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế do liên quan đến công ty Việt Á và kỷ luật cả ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mà trước đây công tác ở Bộ Khoa học và Công nghệ. Với tinh thần như tôi đã nói là xử lý công tác, phòng chống tham nhũng rất kiên trì, rất nhân văn, có lý, có tình. Vừa rồi hai đồng chí này đều là ủy viên Trung ương Đảng và như ông Chu Ngọc Anh còn là ba khóa nhưng đã xử lý khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Long cũng là ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng có ý kiến nói đang lúc dịch dã như thế này mà phải tập trung chống dịch, nhưng ông Long vẫn bị khai trừ ra khỏi Đảng, cách chức Bộ trưởng, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư chia sẻ và khẳng định quá trình này được làm rất bài bản, rất nghiêm túc, nhân văn, nhân ái, nhân tình, chứ không có ghét bỏ gì cả. Tổng Bí thư nói cụ thể hơn, sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan xử lý rất nhanh, trong có một ngày rưỡi, chiều hôm trước, Bộ Chính trị họp xem xét hai trường hợp này và đã thảo luận rất kỹ, 100% biểu quyết số phiếu yêu cầu kỷ luật cả hai, cách tất cả các chức. Hôm sau triệu tập Ban chấp hành Trung ương họp bất thường và thảo luận, hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bộ Chính trị. Ban chấp hành Trung ương cũng bỏ phiếu gần như tuyệt đối phải khai trừ ra khỏi Đảng, nhưng đó mới là kỷ luật Đảng. Còn ngay sáng ngày hôm sau họp Quốc hội đưa ra bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, đồng thời Chính phủ tối phải họp đề nghị Quốc hội cách chức luôn hai Bộ trưởng Bộ Y tế. Cả hai lúc đầu chưa nhận thức hết đâu nhưng cuối cùng đều nhận thức, hứa hẹn sẽ sửa chữa. Sau khi mất hết chức Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng, ngay chiều hôm đó, cơ quan công an mới khởi tố bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, làm rất bài bản như thế. Hiện đang trong giai đoạn điều tra, Tổng Bí thư trao đổi, chính bản thân hai người đã nhận ra sai phạm, xin lỗi Đảng, xin lỗi Tổng Bí thư. Tổng Bí thư nói thêm với cử tri, đề cập ý kiến cho rằng kỷ luật cán bộ như vậy thì lấy ai để làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, dân gian có câu, con chị nó đi, con gì nó lớn, vắng ông trưởng thì phó cứ tạm quyền đi, rồi chuẩn bị người thay, chọn người cho đúng, cho chính xác chứ không phải vội vàng. Phải chọn người cho đúng quan trọng vẫn là công tác cán bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư cũng cho biết cuối tháng này, Trung ương sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc, tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để nhìn lại giai đoạn từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị. Một lần nữa, Tổng Bí thư khẳng định rõ quan điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là nhằm làm bài học răn đe chung, cảnh tỉnh để những người khác không vi phạm. Đúng như Bác Hồ từng dạy là vì sự nghiệp chung, không thể không làm, cắt một vài cành cây sâu để cứu cả cái cây. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư cho rằng cần chính sách để anh không thể, không dám, không cần, không muốn tham nhũng. Tổng Bí thư phát biểu, lấy lý do khó khăn thế này thế khác, rồi làm việc vừa sai pháp luật, vừa trái đạo lý, không đúng phẩm chất đạo đức là không được. Tôi hy vọng sắp tới sẽ có giai đoạn phát triển mới, tiến bộ hơn về phòng chống tham nhũng. Đừng sợ nếu cây ngay. Thưa quý vị, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu thuốc, thiếu vật tư, thậm chí thiếu nhân lực nghiêm trọng. Không riêng ngành y tế, cách đây không lâu, một lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định có không ít cán bộ đang thúc thủ, không dám làm gì, sợ pháp luật sờ gáy. Nhiều ý kiến cho rằng có nỗi sợ sau hàng loạt sai phạm bị khởi tố, loại trừ chuyện án binh bất động, bởi động cơ tiêu cực quả là cơ chế hiện nay có nhiều điểm lạc hậu, không theo sát cuộc sống. Nếu cứng nhắc nguyên tắc thì có khi, có lúc coi như bó tay, có làm thì có thể bị bắt bẻ. Hậu quả xã hội thiệt hại, người dân khổ sở kìm hãm sự phát triển. Vấn đề nêu trên không phải bây giờ mới xuất hiện, nó từng tồn tại, thời điểm đêm trước đổi mới. Tuy nhiên, ngay từ những ngày trước đó, dù tư duy bao cấp còn rất nặng nề, một số người vẫn mạnh dạn bung ra, điển hình là ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
người chấp cánh cho phong trào khoán chui. Ông Kim Ngọc trở thành nhân tố phong trào khoán chui, một nhân tố đáng ghi nhận đối với việc xây dựng chủ trương khoán hộ giúp nông dân vượt qua giai đoạn cam go nhất. Những năm 1980-1990, đất nước rơi vào tình trạng kiệt quệ, gần như đứng bên bờ vực thẳm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lập tức nổi lên hàng loạt doanh nghiệp phá rào. Bà Nguyễn Thị Đồng, nguyên bí thư đảng ủy công ty dệt Thành Công, trả lời thẳng thắn, không phá rào, không làm được gì hết. Ông Võ Văn Kiệt, thời đó là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, chính là người từng có những chính sách xé rào để đổi mới. Hẳn nhiên không thể so sánh chuyện mấy chục năm trước với hiện nay, cũng không thể cổ vũ kiểu phá rào vô lối. Ở nơi nào cũng vậy, xã hội nào cũng vậy, muốn sửa đổi hành lang pháp lý phù hợp với bước tiến của thực tiễn thì cơ sở phải lên tiếng bằng việc thể hiện tính năng động sáng tạo, còn ngồi chờ là tự mình trói mình. Tất nhiên là phải hành động trong sáng, gấp rút thí điểm theo yêu cầu thực tiễn. Cuộc sống luôn đòi hỏi những người dũng cảm, không phải vì nỗi sợ sệt mà để mọi ách tắc trôi nổi đến đâu hay đến đấy. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là ngành y tế, đang rơi vào khủng hoảng trách nhiệm, thực thi công vụ. Đề cập vấn đề này trong cuộc tiếp xúc cử tri vào ngày 21 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ở tầm quốc gia chính phủ phải có giải pháp chiến lược, nhưng chính quyền địa phương cũng phải có giải pháp cụ thể. Điều này đồng nghĩa với việc thành phố Hồ Chí Minh phải linh hoạt, tự chủ khơi thông bất cập, hóa giải cản trở. Muốn cơ sở mạnh dạn hơn, các cấp có thẩm quyền phải nhanh chóng triển khai kết luận của Bộ Chính trị về việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, cần thực hiện đúng tinh thần khi thí điểm mà kết quả không đạt được hay chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì phải đánh giá công tâm, xử lý phù hợp để miễn giảm trách nhiệm. Kết luận của Bộ Chính trị hoàn toàn đúng đắn, nhưng để tạo niềm tin và đi vào cuộc sống, không chỉ đơn thuần là xây dựng văn bản quy trình, quy định cụ thể mà phải có những lãnh đạo đồng hành với cơ sở, thấu hiểu những phức tạp, nhạy cảm hiện hành, sẵn sàng làm điểm tựa cho đột phá, xé rào như các ông Kim Ngọc, Võ Văn Kiệt, có cơ chế bảo vệ cái đúng và với trách nhiệm cũng như bản lĩnh của người lãnh đạo thì hẳn sẽ không có nỗi sợ trong thực thi công vụ để cùng động viên nhau đi tới rằng đừng sợ nếu cây ngay. Giám đốc bị bắt, CDC Đà Nẵng hoạt động ra sao? Thưa quý vị, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, Sở đã quyết định phân công bác sĩ Phạm Trúc Lâm, Phó Giám đốc CDC Đà Nẵng phụ trách điều hành hoạt động của đơn vị này thay ông Tôn Thất Thạnh. Bác sĩ Phạm Trúc Lâm cho biết, các hoạt động chuyên môn của đơn vị vẫn tiếp tục diễn ra, bảo đảm đúng kế hoạch. Bác sĩ Lâm thông tin, với vị trí trưởng khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đang khuyết, hiện chúng tôi đã giao một phó giám đốc thực hiện trực tiếp phụ trách để bảo đảm các hoạt động chuyên môn không bị ảnh hưởng gián đoạn. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tôn Thất Thạnh, sinh năm 1964, giám đốc CDC Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản. Cơ quan công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982, trưởng khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi, sinh năm 1986, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đà Nẵng cùng về hành vi trên. Công an Đà Nẵng xác định từ năm 2020 đến 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19 đã được thành phố Đà Nẵng mua để phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, giá trị tài sản bị chiếm đoạt trị giá hơn 4 tỷ đồng. Hạ nhiệt giá xăng dầu có thể cân nhắc giảm thuế nhập khẩu. Thưa quý vị, xoay quanh câu chuyện giá xăng dầu trước những đề xuất của dư luận và các chuyên gia về việc cân nhắc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, song song với giảm thuế bảo vệ môi trường. Mới đây, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì chỉ thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, không thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu các loại. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Theo Bộ Tài chính, luật thuế tiêu thụ đặc biệt không quy định giảm thuế đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Và tại Việt Nam, luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã quy định xăng thuộc đối tượng chịu thuế từ năm 1999. Quy định này là phù hợp với mục tiêu thu thuế tiêu thụ đặc biệt và phù hợp với thông lệ quốc tế. Mặt khác, hiện nay chỉ có mặt hàng xăng là chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, do đó nếu thực hiện giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng thì chưa thực sự hiệu quả, chưa đạt được mục tiêu của việc giảm thuế là hỗ trợ giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát vì dầu mới là mặt hàng chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cũng theo Bộ Tài chính, trường hợp điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thì phải thực hiện điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng đối với xăng E5 và xăng E10 cho phù hợp. Về thẩm quyền, việc thực hiện điều chỉnh đối với thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc thẩm quyền của Quốc hội nên phải trình Quốc hội xem xét, quyết định và thường không thể áp dụng ngay, trong khi giá xăng dầu có những thời điểm biến động nhanh, thời gian ngắn nên sẽ có độ trễ nhất định. Từ những lý do nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt không thực hiện điều chỉnh giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu trên thế giới và sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội phương án giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với giá xăng cho phù hợp dưới hình thức nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp giá xăng dầu tiếp tục tăng, biến động khó lường, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu mà cần tiếp tục giảm thuế đối với mặt hàng xăng để góp phần kiềm chế lạm phát. Đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị trước mắt không thực hiện điều chỉnh giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục theo dõi diễn biến giá xăng dầu trên thế giới và sẽ trình Chính phủ để trình Quốc hội phương án giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu cho phù hợp dưới hình thức nghị quyết của Quốc hội trong trường hợp giá xăng dầu tiếp tục tăng, biến động khó lường, ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu mà cần tiếp tục giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu để góp phần kiềm chế lạm phát. Mặc dù Bộ Tài chính đã có những phản hồi kịp thời trước dư luận, tuy nhiên việc giá xăng dầu liên tục thời gian qua tăng không những khiến người dân doanh nghiệp phải chịu thêm gánh nặng chi phí, mà bản thân các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng gặp không ít khó khăn. Thông tin với báo chí, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu cho biết, cách tính thuế trên giá xăng dầu hiện nay là thuế chồng thuế rất bất cập, làm cho giá càng tăng cao. Cụ thể, vị này phân tích, giá xăng dầu nhập vào bị đánh thuế nhập khẩu 8%, thành tiền bao nhiêu lại tính thuế, tiêu thụ đặc biệt thêm 10%. Thuế giá trị gia tăng cũng được tính thêm 8-10% trên cơ sở tổng các loại thuế, phí của giá bán lẻ xăng dầu, dẫn tới việc lẽ ra mức thuế trên mỗi lít xăng sẽ phải chịu khoảng 28%, thì với cách tính như đã nêu, tỷ lệ thuế trên giá xăng dầu chiếm trên 30%. Thực tế, trong cơ cấu tính giá xăng hiện đang có 4 loại thuế, trong đó thuế giá trị gia tăng VAT, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá đầu vào. Vì vậy, với cách tính thuế này, giá xăng dầu tăng cao thì thuế thu được càng nhiều và minh chứng rõ nhất có thể thấy, thu ngân sách trong 5 tháng đầu năm rất ấn tượng, tăng tới 18,7% so với cùng kỳ và thặng dư lớn. Chưa vấn đề đã nêu, một số chuyên gia cho rằng, trong khi người dân doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ giá xăng dầu, các cơ quan quản lý nên có sự đánh giá, rà soát lại kỹ lưỡng về các sắc thuế được tính trên giá xăng dầu, cân đối cho phù hợp để giảm sốc cho người dân doanh nghiệp. Góp ý dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn của Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ hơn phương án cắt giảm thuế nhập khẩu hoặc thuyết minh chi tiết hơn do không lựa chọn phương án này. Bởi theo VCCI, tờ trình có đề cập đến các cam kết của Việt Nam trong các FTA. Tuy nhiên, theo giả soát, đây là các cam kết mức thuế nhập khẩu tối đa mà Việt Nam được phép áp dụng. Theo đó, các FTA này vẫn cho phép Việt Nam hạ thuế nhập khẩu thấp hơn và tăng trở lại mức cam kết khi cần thiết. Không chỉ VCCI, mới đây, thông tin với báo chí ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cũng cho rằng, trong điều kiện đặc thù thì phải đánh đổi một chút để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chấp nhận giảm thuế là cần thiết. Theo ông Lâm, với thuế bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ được quyền quyết định giảm thêm 1.000 đồng một lít xăng, muốn hơn thì phải sửa luật, nên chỉ phát huy được phần nào vai trò bình ổn giá. Ông khuyến nghị với thuế nhập khẩu xăng dầu, việc giảm thuế này thuộc thẩm quyền Chính phủ nên có thể cân nhắc tính toán trên cơ sở các hiệp định quốc tế và thực tế để sửa ở mức phù hợp.